con cá ơi. Các em xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ thả cá nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ với mẹ mình, hôm nay mình với mẹ mình sẽ thả cá. Đi xa nha mấy em cá. Hôm nay mình sẽ quay một clip ngắn. Hôm nay đang thả cá vậy. Bởi vì hôm nay là Tết, sắp Tết rồi chứ. Hôm nay là đưa ông táo đi. Mình thấy có một con bố em mới. Lúc nãy bạn mới thấy một con cá sấu mà. Lúc nãy bạn mới thấy á. Lúc nãy bạn mới thấy một cái gì nó già. Ồ quá thì cái nhỏ kìa. Cái nhỏ nhiều lắm. Đây là cầu ở Hiệp Hòa, ở cầu ở chợ gần chợ Hiệp Hòa. Kia chính là cầu Gành. Cái sáu ông thịt thì làm sao bây giờ ta còn ở đây với này không được. Ủa mà tắm này nước trong cầu Gành cũ. Đây là cầu Gành. Đây bạn Ben cũng tưởng sợ rằng ở đây có cá sấu. Nặng quá. Ăn nước chi? Uống nước thôi, tại cho mấy con kia sao khô quá. Rảnh quá mày. Đi khô quá các bạn ơi. Ben ơi, bên đó trơn. Để làm chuyện rảnh rỗi xanh năm nào ấy. Con còng ở đây nè Ben, đây là hang còng nè. Cái lỗ đó công ra lỗ đó gọi là lỗ đá tổ ong đó. Bây giờ những cái bản nó này rất là mắc, nó người ta về người ta đào hết lên, người ta làm một biển công lấy gì nữa. Những cái con nó giống con cua, nó nhỏ, nó sống trong một cái khen. Mình thò tay vô nước. Xanh ở đây rất là nhiều. Đang đây là ngày đưa ông táo là cái ngày mà để thả cá, để theo ông cá chạy theo ông táo về cái quá quả. Trời cá luôn các bạn ơi. Đây là một đàn cá. Cảm ơn nó đã. Đẹp trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá. Thôi mà. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn lại các bạn ở video sau.